Xin chào các bạn, tôi là Tú Phan trên trang web phankimtu.com. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về cái phần mà Dynamic trong Cinema 4D ha. Thì bạn sẽ thấy trên màn hình các bạn là có một cái hai cái khối hộp màu hường có những cái chấm trắng bên trong. Thì tôi sẽ lấy ví dụ các bạn là bạn sẽ nhìn cái công thức trên màn hình bạn nè, volume nhân density ra được mass. Volume chính là cái thể tích. Volume chính là cái thể tích. Nhân cho density là cái tỷ trọng, ra được cái mass là cái khối lượng. Thì cái volume là cái thể tích, nên là thể tích của cái hình hộp này nè, nó to lớn như thế nào. Còn cái mass chính là cái cân nặng, cân nặng cân ký hay cân nặng, đó là cái mass. Còn cái density là cái gì? Density chính là cái tỷ trọng hay là cái nguyên tố nó nặng nhẹ của, thì cái tỷ trọng chính là cái chấm trắng của đối tượng nè. Tỷ trọng càng lớn thì đối tượng nó càng nặng. Tôi sẽ lấy ví dụ cho bạn xem. Giả sử như bạn xem trên cái màn hình các bạn là có 2 AU nè. Bên đây cái tỷ trọng ít thì nó sẽ là nhẹ, còn bên đây cái tỷ trọng nhiều nó nặng. Tương tự giống như là 2 AU này, bạn cứ hình dung là cùng một thể tích nha. Thì giống như là một đây là bên đây là sắt, bên đây là bông gòn, thì tất nhiên là cùng một thể tích như vậy thì cái tiên là cái khối sắt này nó nặng hơn là cái bông gòn rồi, tại cái tỷ trọng nó nhiều hơn ha. Nói gì cho bạn dễ hiểu. Rồi, giờ tôi sẽ tiếp tục cái ví dụ cho bạn. Hiện tại cái công thức này nè, là hai cái đối tượng này nó giống nhau, đều là 1 nhân 1 bằng 1 hết, đều là cân nặng là 1 hết. Thì tôi lấy ví dụ cho bạn, giả sử như tôi thay đổi cái volume của cái khối hộp bên trái, là cái thể tích đó nó sẽ lớn hơn, tăng lên 20 thì nó nhân tỷ trọng là 1, nó ra 20 thì nó lớn hơn bên đây. Tất nhiên rồi ha, cái ra được tất nhiên là cái khối lượng của bên đây là 20, khối lượng bên kia 1 rồi. Rồi tiếp theo, giả sử như giờ tôi thay đổi cái thằng density bên tay phải, thì cái density bên tay phải là cái tỷ trọng á, thì nó sẽ tăng lên 20, thì hai cái 20 20 thì bằng nhau. Thì nói ví dụ cho bạn dễ hiểu ha. Thì giả sử như bây giờ có nhiều bạn đặt câu hỏi là so sánh giữa một cân sắt và một cân bông gòn á, cái nào nặng hơn. Thì nói 1 kg đi cho bạn hiểu, 1 kg sắt và 1 kg bông gòn cái nào nặng hơn. Thì câu trả lời là hai cái đều là bằng nhau, tại vì đều là 1 kg hết. Thì tôi lấy ví dụ các bạn trên màn hình, giả sử như cái khối hộp màu hường bên tay phải này là 1 kg sắt, bên đây là 1 kg bông gòn. Thì 1 kg sắt mặc dù cái volume nó nhỏ, thể tích nó nhỏ, nhưng mà cái density á, là cái do cái nguyên tố sắt nó nặng, cái tỷ trọng nó nặng là 20 thì nó ra được là 20 kg. Tôi ví dụ nha, 20. Rồi còn bên tay trái mặc dù đây là bông gòn, giả sử đây là cái bông gòn hay một cái gì đó tôi không biết mà nó nhẹ, thì mặc dù cái tỷ trọng nó nhẹ, density chỉ 1 thôi, nhưng mà cái volume thể tích là nó lớn lên được cái 20, thì 20 nhân cho tỷ trọng 1 thì cũng ra được khối lượng cân nặng là 20. Thì hai cái này thực ra là hai cái khối hợp này nếu mà tác động với nhau thì nó sẽ là bằng nhau, đều là 20 kg hết. Rồi, tôi lấy ví dụ cho bạn hình dung đi. Giờ tôi sẽ mở cái làm thực tế cho bạn xem trên màn hình nè, cho nó dễ. Thì đầu tiên tôi lấy cho bạn, đầu tiên bạn sẽ thêm hai cái khối hợp bên tay trái và bên tay phải, nó sẽ tác động vào nhau. Thì bên tay trái là xanh dương là A nè, bên tay phải là màu hường là B nè ha, AB đây. Rồi, thì tôi bạn thấy lực tác động nè, hai cái khi mà tác động với nhau thì nó sẽ dội lại với nhau, cùng một cái lực tác động và như nhau. Và lưu ý các bạn là hiện tại trong cái rosette chúng ta là đang ở cái trọng lực bằng không. Lưu ý các bạn ha, trọng lực bằng gravity bằng không, có nghĩa là không có trọng lực trong môi trường, không trọng lực á, giống như ngoài trái đất vậy. Rồi, thì bạn thấy khi hai cái này nó tác động vào nhau mà nó do nó có cái tỷ trọng và cái thể tích như nhau thì nó bị chịu tác động một cái lực như nhau, nó dội lại. Nói chung là như nhau ha, hai đối tượng như nhau. Tiếp theo tôi tới thì chọn thứ hai, bạn thấy là khi cái tôi chỉnh cho cái thể tích của cái hộp màu xanh dương nhỏ lại ha, thì khi tôi tác động lực thì bạn thấy gì? Chỉnh thể tích có nghĩa là bạn thay đổi cái kích thước thôi. Kích thước trong cái phần mà object nè, hồi nãy mặc định là 100, tôi chỉnh phân nửa còn 50 hết. Thì khi tôi tác động thế nào? Rồi bạn thấy chưa? Bạn thấy là cái khối hộp màu xanh dương nó đã bị cái màu hường nó đẩy luôn rồi, do cái thể tích nó bị giảm đi phân nửa. Thì tất nhiên là nó đã nhẹ đi phân nửa rồi, nó đã bị cái khối hộp màu hường tác động rất là mạnh, tại nó nặng gấp đôi mà, nó đẩy đi luôn. Thấy chưa? Là do yếu tố là thể tích quyết định. Trong trường hợp này là yếu tố thể tích quyết định. Thể tích này nó nhỏ nên nó nhẹ hơn. Rồi, thì tiếp tục tới ví dụ tiếp theo, tới phần tỷ trọng quyết định đây. Cái tỷ trọng khi mà bạn tới phần tỷ trọng quyết định là bạn thấy những cái chấm trắng trên cái khối hộp mà, khối hộp màu xanh dương nè, nó nhiều chấm trắng hơn. Thì muốn tăng tỷ trọng bằng cách nào? Bằng cách là tôi chọn cái chữ A nè, khối hộp xanh dương, tôi tăng cái phần mass lên trong phần density nè. Mặc định của cái mass của bên cái khối hộp màu hường là density là chỉ có 1 thôi.
Bạn thấy chưa? Tỉ trọng chỉ có một thôi. Tỉ trọng á, tỉ trọng giờ còn đối tượng A, cái hộp A là mặc dù cái thể tích là nó nhỏ đúng không? Mặc dù cái thể tích nó nhỏ nhưng mà tôi tăng cái tỉ trọng lên. Tôi tăng cái nguyên tố cân nặng nặng lên, như là cái density là từ 1 tôi đã chuyển thành 12 luôn nè, bạn thấy chưa? Đó. Thì khi tôi nhấn nút play phát lực tác động phải điều gì? Bạn đã thấy là cái màu xanh dương là nó ăn đứt cái màu hường luôn ha, nó nặng hơn màu hường luôn. Nguyên nhân mặc dù cái thể tích nó nhỏ hơn phân nửa nhưng mà cái tỉ trọng tôi tăng lên gấp 12, mặc định chỉ số 1 thôi mà tôi tăng lên con số 12 nè, bạn thấy chưa? Đây. Tôi tăng con số density lên 12, tỉ trọng nó tăng lên 12, cân nặng lên 12 đó. Thì bạn thấy là nó sẽ nặng hơn cái khối màu hường. Nó đẩy luôn cái khối màu hường đi luôn, mặc dù là cái thể tích nó có nhỏ hơn. Rồi bạn hình dung được ha, hiểu được ha. Tiếp tục ta tới cái phần tiếp theo là thể tích. Thể tích big volume. Hai cái này cái tỉ trọng nó bằng nhau, thử coi. Rồi hai cái tỉ trọng bằng nhau nhưng mà do cái thể tích của cái hộp xanh dương này nó lớn hơn nên nó đẩy đi luôn. Chỉ đơn giản như thôi. Thì chúng một một cái đối tượng thì bị quyết định bởi hai hai cái yếu tố, một là thể tích volume á, hai là cái density là cân nặng. Ha, lưu ý bạn đó. Lưu ý này, bị quyết định bởi hai yếu tố, một là volume, hai là density. Volume là thể tích, density là cái tỉ trọng. Bạn chỉ nhớ giùm tôi hai yếu tố này thôi. Rồi. Trong trường hợp này là cái volume bên hộp xanh dương lớn hơn nè. Thấy chưa? Thì nó đẩy đi, đẩy cái hộp mường đi. Rồi. Chỉ vậy thôi, video này chúng đơn giản thôi. Tôi chỉ nhắc bạn hai vấn đề thôi. Là một đối tượng mà biết nó có thực sự nặng không thì bởi quyết định hai yếu tố, một là cái volume và cái density, cái thể tích và cái tỉ trọng. Thể tích thì chúng ta sẽ thay đổi trong cái yếu tố là của đối tượng trong cái phần object nè. Size nè, sẽ x, y, z là chúng ta thay đổi cái thể tích. Còn cái tỉ trọng thì chúng ta phải qua tới cái phần dynamic là rigid body nè. Trong cái mass này thay đổi cái phần density này. Thay đổi cái phần density ha. Đây. Density đây mass nè. Thấy chưa? À, muốn thay đổi cái nào thì bạn click vô nó, thay đổi lên 12 nè. Mặc định thì nó đang ở work density, nghĩa là cái tùy chọn chung, nghĩa là chỉ có một thôi. Bạn tùy chọn bên phần custom mass, tùy chọn lại cái phần cân nặng, bạn cho cái cân tỷ trọng lên là 12 density. Đây nó sẽ có hai thông số, bạn muốn custom là tùy chỉnh density hay là mass. Density là tỷ trọng, mass là khối lượng. Tùy chỉnh cái nào cũng được. Thấy chưa? Density là tỷ trọng là 12, hay bạn muốn nó là cái khối lượng cân nặng luôn, mass thì bạn chọn custom mass. Thấy chưa? Cái nào cũng như nhau thôi. Nhưng mà cái thay đổi với nhau bởi cái đơn vị tính là tỷ trọng density hay là cái khối lượng cân nặng là mass. Thấy chưa? Rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà bạn phải hiểu đi tính chất của vấn đề ha. Video này là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tôi là Tú Phan, trên trang web là phankimtu.com.